Chạy đi. Chạy đi đâu? Xong nhá. Còn đâu mới thoát được. Hello, xin chào anh em. Anh em ơi, nhìn thế này thôi nhưng mà đây không phải một khẩu súng đâu nhá. Đây là một bẫy chuột đấy. Anh em nhìn này. Đấy, nhìn. Đấy. Trước tiên anh em chuẩn bị cho mình ba cái chai nhựa như này. Cắt đít một cái chai ra. Cái này thì cắt đầu nó ra anh em nhá. Đấy. Cái này thì cắt đầu nó ra anh em. Ướm hai cái với nhau. Rồi khoét một cái chỗ lỗ như này. Ở dưới gần đít đây nhá, cho một cái lỗ tròn anh em ạ. Gắn keo lại. Đấy. Đấy, cắt cái thứ ba này. Ướm cho quả bóng này nó không chui ra được anh em ạ. Đấy, sau đó gắn lại thành một khẩu súng. Đấy. Đấy, anh em thấy không? Đấy. Thì cơ chế vận hành của cái này rất đơn giản này. Đây là một cái quả bóng này. Đấy. Ở đây là một cái lỗ này để con chuột chui vào này. Thì khi mà xét cái bẫy này là mình sẽ làm cho quả bóng nó chui vào phía cuối của cái khẩu súng này anh em nhé. Đây. Đấy, thì nó sẽ như thế này. Đấy. Đây nó sẽ như thế này. Thì khi mà con chuột nó chui vào đây để nó ăn mồi ấy, thì nó sẽ làm cái này nó hạ xuống và khi đấy cái quả bóng này nó sẽ lăn xuống đây và nó sẽ chẹn cái lối vào của con chuột nhé. Đấy, ý tưởng này khá là thú vị đây anh em. Đấy. Thì mình sẽ test thử để mình bắt chuột cho anh em xem nhé. Ok, giờ tôi sẽ chế cái bờ bay nhá. Uốn thép thành hình chữ U này. Cắm vào tấm gỗ. Đấy. Tiếp theo gắn cái này vào đây. Ok, xong nhá. Test bẫy hoàn chỉnh là nó như thế này. Thì bây giờ tôi sẽ test thử bằng hamster cho anh em xem nhé. Vào bẫy rồi. Ấy anh em nhá. Hiệu quả chưa? Đấy. Đấy, vướng vào bóng này là con chuột nó sẽ không ra được. À đục. Con chuột này nó định chui ra. Ô, con hamster này nó giỏi quá nhỉ. Ơ à. Thôi. Thế nó ra mất rồi. Thử lại phát nữa. Ừ. Con hamster này có bá đạo anh em này. Đấy. Nó chui phát ra anh em này. Nhưng mà cái con chuột thường thì khả năng là chưa chắc nó sẽ chui được ra đâu anh em. Với con chuột hunter này nó khả năng luôn đấy của nó bá đạo hơn. Anh em ơi, như vậy là cái bẫy này là vừa rồi tôi test với con chuột hunter thì cái cơ chế vận hành của nó rất là hiệu quả anh em nhé. Nhưng mà chỉ có điều là nó không thể cầm chân được con chuột hunter ở trong cái bẫy này bởi vì cái khả năng luồn lách của con chuột hunter quá là bá đạo anh em ạ. Thì bây giờ tôi đã cho thêm một vào đây một cái miếng khoai lang ấy. Thì tôi bắt thử con chuột thật để xem như thế nào anh em nhé, xem nó vận hành có hiệu quả như khi bắt con chuột hamster không nhé. Anh em hãy chờ xem nhé. Đây là khu vườn nhà tôi anh em ạ. Đấy, anh em thấy vườn nhà tôi rộng không, xanh mướt luôn anh em. Đấy, tôi sẽ mang bẫy ra khu này tôi bẫy anh em ạ. Thì vẫn chỗ quen thuộc thôi anh em, cái chỗ gần chuồng gà nhà hàng xóm rất nhiều chuột anh em ạ. Đây, kiếm chỗ khô ráo thoáng mát để đặt. Ok. Đấy. Chờ đợi thôi anh em. Xin chào anh em. Chào buổi sáng nhá. Ra thăm bẫy thôi. Đây rồi. Một em. Hiền thế nhỉ. Không thấy động tĩnh gì. Có vẻ sợ sệt đấy anh em ạ. Cuối cùng thì thanh niên này cũng đã cử động rồi anh em. Đang tìm cách trốn thoát anh em. Chắc tìm cách trốn thoát cả đêm nhưng không được. Chán nên là nằm im anh em ạ. Đấy. Anh em thấy không? Thử các kiểu con đà điểu không ra được luôn anh em. Đấy. Nghĩ nó chán luôn. Đấy. Quả bẫy này hiệu quả hết anh em ạ.
những cái thể loại chuột mà tầm tầm như này là vào là đố ra được anh ạ. Sóc đủ kiểu không ra được. Đây anh em nhá, vừa xong là mình giới thiệu anh em một cái loại bẫy chuột là khá là mới mẻ anh em ạ, lấy cảm hứng từ một cái loại súng ngắn anh em ạ. Thì cái bẫy chuột này khá là dễ chế tạo anh em ạ, chỉ cần mấy cái ống nhựa thôi, bắt chuột cũng khá hiệu quả anh em ạ. Thì anh em cứ về nhà chế tạo lên một cái áp dụng thử xem như nào nhá. Cảm ơn anh em đã xem hết video của mình nhá. Hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. See you again.